đôi giày đúng tô màu nâu nhé. Ngoài ra đối với chiếc váy này mình sẽ sử dụng màu, đây là màu xanh cốm. Cái tóc mình cũng có màu xanh cũ, mình sử dụng màu vàng để tô màu tóc cho búp bê. Cái chiếc váy mình sẽ tô màu xanh da trời. Màu hồng này mình sẽ dùng để tô màu môi. Đây là bức tranh vẽ về một bạn nhỏ đang bế một con búp bê chuẩn bị cho lên một chiếc giường để đi ngủ này. Mọi người thấy tông màu mà mình kết hợp trong bức tranh này mình có đẹp không? Mình rất là thích tông màu vàng chanh hay còn gọi là xanh cốm, mình rất là mắt mắt. Còn mọi người thì sao? Mọi người có thích sự kết hợp màu sắc trong bức tranh vừa rồi của mình không? Hãy comment ý kiến ở bên dưới nhé. Đừng quên bấm like, share, subscribe kênh và ấn vào biểu tượng hình quả chuông để nhận được thông báo khi mình ra video mới nhé. Video này mình sẽ dừng ở đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại.